Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Nguyên Audio xin giới thiệu tới quý vị và các bạn tiếp tục một bộ dàn đại của hãng Kenwood đến từ đất nước Nhật Bản tiếp tục về tại cửa hàng Nguyên Audio trong ngày hôm nay, ngày 24 tháng 2 năm 2020. Đó là bộ dàn đại Kenwood DG77, hàng nội địa của Nhật Bản, chạy điện 100. Cách đây 2 hôm về trước thì Nguyên Audio có giới thiệu một bộ dàn đại Kenwood 7i. Và bộ dàn đó thì đã có anh khách ở Hà Nội lấy rồi. Và hôm nay tiếp tục về một bộ DG77. Bộ này thì cũng không có nhiều về thị trường Việt Nam chúng ta nhiều. Nguyên Audio xin giới thiệu sơ qua về bộ dàn đại Kenwood DG77 này. Bộ dàn này thì nó cũng sử dụng 5 thớt rời. 5 thớt rời. Thớt đầu tiên là thớt đầu đĩa CD thưa quý vị. Đầu đĩa CD này thì nó nhận đĩa rất là tốt nhá. Nhận đĩa CD rất là tốt và nhận rất là nhanh. Thớt thứ hai là thớt EQUALIZER. Thớt EQUALIZER của nó thì có hai dàn đèn nháy hiển thị công suất rất là đẹp, màu trắng. Và thớt thứ ba là thớt tuner, có nghĩa là thớt đài AM và FM. Thớt thứ tư là thớt âm ly. Âm ly của nó thì có hai vi tinh chỉnh. Có hai vi tinh chỉnh đây, hai vi tinh chỉnh bass và vi tinh chỉnh chép. Và nó có rất nhiều có các đường kết nối vào để cho chúng ta kết nối tivi, điện thoại, laptop, máy tính cũng giống như là các bộ dàn đại khác. Và đặc biệt thớt đầu đĩa CD này thì kết nối xuống âm ly bằng đường quang học nên là nó cho ra tiếng rất hay và rất sạch và chi tiết. Thớt thứ năm là thớt hai băng cassette. Hai băng cassette này thì vẫn hoạt động hoàn hảo quý vị nhé. Mặc dù bộ dàn đại này ra đời rất là lâu rồi nhưng mà hai băng cassette vẫn chạy hoàn hảo, từ băng cassette cho đến đài tuner AF, AM và FM và đĩa CD thì đều hoạt động hoàn hảo. Nói chung là bộ dàn này rất là mới, rất là đẹp và rất là hoàn hảo. Vâng thưa quý vị, loa của bộ dàn này thì nó sử dụng 3 đường tiếng, 3 đường tiếng trên một thân thùng, một bát 25 màng carbon gân mút và nó sử dụng một loa trung lớn. Chưa có bộ dàn nào mà nó sử dụng loa trung lớn như bộ dàn này. Trung của nó là trung 14 cm. Màng carbon có gạch khía rất là đẹp. Cũng là gân mút và một loa chép đôm. Và nó có vi tinh chỉnh. Đây có vi tinh chỉnh quý vị nhé. Khi chúng ta vặn về một bên, một hướng bên tay phải thì nó ngắt cái loa bát này và chỉ có loa trung và loa chép nó hát thôi. Khi chúng ta để giữa ba quay này thì là ba loa nó đều hoạt động. Nguyên Audio sẽ quay đằng sau bộ dàn Kenwood DG77 này. Đây là đằng sau của bộ dàn. Đằng sau thì rất là mới. Tất cả các dây kết nối tín hiệu đầu vào từ thớt nọ nối xuống thớt kia thì đều là dây zin nguyên bản đi theo dàn. Đây thưa quý vị, đây là dây zin nguyên bản đi theo dàn từ bên Nhật về. Rất là mới quý vị nhé, rất là mới. Và những dây này của hàng Nhật Bản thì nó rất là xịn, rất là xịn. Đây ạ, nó chạy điện 100V quý vị nhé, chạy điện 100, hàng nội địa của Nhật Bản chạy điện 100. Mỗi một thùng loa của nó thì đều có hai lỗ thông hơi bên dưới. Đây là bên trên, tổng bên trên nóc nóc của hai chiếc loa và nóc của bộ dàn đây ạ. Rất là mới, gần như là không bị sứt sẹo. Đây thưa quý vị, đây là công suất của loa 120W trên một thân thùng, trở kháng 6 ohm. Và bộ dàn đại Kenwood DG77 này thì Nguyên Audio thị xã Phú Thọ đang bán với giá 13 triệu đồng. Bao zin cho quý vị đẹp và zin nguyên bản. Mọi nhu cầu, quý vị có thể vui lòng liên hệ cho Nguyên Audio thị xã Phú Thọ. Số điện thoại là 0988 036 068. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau thẩm âm chất âm của bộ dàn Kenwood DG77 này. Thank you.
biết rằng anh sẽ buồn ngày mai đến nhà tôi mong thăm người bạn cũ. Dừng bước chân đầu ngõ anh thấy nhà chờ vơ không tiếng cười trẻ thơ. Người người như đợi chờ một màu lam thương nhớ, hỏi thăm ai cũng biết tôi lên đường tòng chinh. Giờ tôi nghiệp lên đời tôi đã vương kiếp phong trần rồi bạn ơi. Những chiều vui thành đô anh có thương tôi đang gác giặc ngoài biên hay hành quân rừng xa, bàn tay sậm nắng cháy không còn như ngày xưa. Quãng thời gian nào đó tôi chín huy chương xin phép về nhà thăm anh. Mơ một đêm trời thành nằm chung chuyện bạn chút tâm sự riêng lòng mình. Lúc này nơi quán trọ buồn vui có gì không, biên thư kể nhiều nhẹ làm lên oai hùng đó nhưng cũng nhiều gian lao. Anh biết rồi tại sao đừng hẹn tôi ngày về vì đường xa thiên ly. Đời trai như chiến sĩ kinh tha một lần đi, bạn anh vì nước vì anh vì máu thấm da vàng người Việt Nam. Đêm trời thành nằm chung chuyện vãn chút tâm sự riêng lòng mình. Lúc này nơi quán trọ buồn vui có gì không, biên thư kể nhiều nhẹ làm lên oai hùng đó nhưng cũng nhiều gian lao. Tại sao đừng hẹn tôi ngày về vì đường xa thiên ly. Đời trai như chiến sĩ kinh tha một lần đi, bạn anh về nước về anh vì máu thấm da vàng người Việt Nam. Bạn anh về nước vì anh vì máu thấm da vàng người Việt Nam.